Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, và báo cho anh chị vào cái thời điểm tháng 10 này thì lựa chọn cái phiên bản Camry nào và cái chính sách bán hàng mới nhất của Camry hiện tại. Thì Camry sẽ được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.0G. Có giá niêm yết là 1 tỷ 070 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 185. Phiên bản thứ ba là phiên bản 2.5Q sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 370. Và phiên bản thứ tư, phiên bản cao cấp nhất, có giá niêm yết là 1 tỷ 460. Để so sánh lựa chọn thì chắc là chúng ta sẽ thường là sẽ phân vân giữa phiên bản này và phiên bản 2.0Q, phiên bản mới. Thì hai phiên bản đã chênh nhau về giá niêm yết là 115 triệu và cộng thêm chênh nhau về cái chế độ khuyến mãi nữa, khoảng hai phiên bản sẽ chênh nhau khoảng 150 triệu. Thì hai phiên bản chênh nhau 150 triệu thì anh chị sẽ được gì và mất gì? Thì đầu tiên sẽ đi một vòng xung quanh xe 2.0G. Em sẽ đi từ đầu xe nhé. Thì ngay ở phần đầu xe chúng ta sẽ thấy được, thứ nhất chắc là cũng đáng giá nhất là bộ logo này chỉ là logo thường thôi, và đồng nghĩa với nó sẽ không có cái chức năng Toyota Safety Sense 150 triệu này. Đầu tiên, phiên bản 2.0G không có Toyota Safety Sense, và thứ hai sẽ không có là bộ đèn full LED giống như phiên bản 2.0Q. Và đây chỉ là phiên đèn chiếu xa, là chiếu gần là LED thôi. Và cái đèn chiếu xa chiếu gần là LED, còn đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen. Xi nhan, còn đèn gầm thì vẫn là đèn LED đây. Ở phía phần thân xe cũng là một trong những chi tiết nổi bật nhất của xe. Thì ở phiên bản 2.0Q thì sẽ được trang bị là la răng 18 inch và la răng phay xước. Còn ở phiên bản này là la răng sắt, la răng đúc, và có kích thước là 16 inch và có thành lốp là to hơn. Thì ở phần thân xe phiên bản này sẽ thu thiệt hơn so với phiên bản kia, nó trông sẽ không thể thao bằng. Và một cái nữa, phần ngoại thất là phiên bản này không có cửa sổ trời, phiên bản 2.0Q sẽ có cửa sổ trời. Còn đây là phiên bản tùy chọn là nội thất kem, nên là xe Camry sẽ có hai lựa chọn là nội thất kem và nội thất đen. Thì đây là một chiếc nội thất kem, cũng tùy theo cái thẩm mỹ của mỗi người sẽ có cái nhận định khác nhau. Và ở phía phần nội thất như đây là không có cửa sổ trời này, phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV đều có cửa sổ trời hết. Và ở trong phần nội thất thì chiếc màn hình này ấy, nó chỉ là màn hình nhỏ thôi. Còn phiên bản kia thì phiên bản 2.0Q sẽ có cái màn hình to hơn rất nhiều. Điểm qua như vậy thì là có những cái cơ bản khác nhau như thế. Còn cái động cơ này, cảm giác lái, khung gầm, kích thước thì hai phiên bản như nhau. Thì với 150 triệu thì anh chị sẽ chọn phiên bản nào? Còn một cái quan trọng nữa là trong tất cả các phiên bản Camry thì chỉ có cái phiên bản 2.0Q là giao ngay thôi, nên là 150 triệu chênh hơn so với phiên bản này, và phải chờ đến khoảng tầm đầu năm sau. Và rẻ hơn 150 triệu có xe giao ngay, và thua thiệt ở những cái như em vừa nói trên thì anh chị sẽ lựa chọn phiên bản nào? Trong thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì để lăn bánh chiếc xe bản 2.0G này ra ngoài đường thì giá niêm yết thì sẽ cấu thành bởi những cái yếu tố sau. Đầu tiên là giá niêm yết là 1 tỷ 070 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm cho dòng xe này là 30 triệu tiền mặt, cộng với gói phụ kiện, cộng với 10% tiền thuế là 107 triệu, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm khoảng tầm 1 tỷ 150 triệu khoảng đấy, và lăn bánh chưa bao gồm bảo hiểm mà đã bao gồm phụ kiện rồi. Thì theo anh chị giá này nó có xứng đáng hay không để anh chị lấy một chiếc xe Camry giao ngay? Và chứ nếu mà anh chị muốn lấy phiên bản 2.0Q thì sẽ là đợi chờ đến khoảng tầm đầu năm sau. Còn để trả góp chiếc xe này thì anh chị chỉ cần số tiền như sau. Bên em là sẽ hỗ trợ cho anh chị là
80% giá trị xe và anh chị chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi. 20% giá trị xe này cộng với các cái chi phí đăng kiểm thì khoảng tầm hơn 300 cả bảo hiểm thì anh chị có thể mang chiếc xe này ra ngoài đường rồi đăng ký. Vẫn xe thì vẫn có phanh tay điện tử này, vẫn có auto hold này, vẫn có điều hòa auto, hai vùng tự động là đủ. Còn phiên bản kia sẽ có 3 vùng. Vẫn có cái màn hình vẫn có Apple CarPlay và Android Auto này. Loa thì là loa thường thôi, còn phiên bản kia sẽ là phiên bản loa JBL cộng với màn JBL luôn. Còn về cái để xử lý theo em thì nếu mà anh chị cần xe sớm thì sẽ có những cái phương án khắc phục như sau. Thứ nhất là về la răng thì chúng ta có thể là để tiết kiệm chi phí là có thể sơn lại cái la răng thì trong bên ngoài cũng sẽ thể thao. Và cái thứ hai là cái màn hình này mình sẽ có thể thay cái màn hình Android vừa luôn cái khung này. Và loa thì có thể phương án là lắp thêm trầm, hoặc nếu anh chị mà không hay nghe nhạc thì có thể để loa này cũng là đủ dùng rồi, còn lại thì mình cứ để vậy mà đi thôi, không cần phải lắp gì nhiều thêm. Và một vài cái chi tiết khác ví dụ như là cái bộ Toyota City Sense thì cái bộ đấy là sẽ là giúp mình hỗ trợ người lái. Thì nếu mà mình là một người lái cũng là khá cứng rồi thì một chiếc xe cái chức năng đấy thì nhiều khi là cũng hơi thừa thãi. Còn về cái cửa sổ trời thì thực sự là ở cái thị trường nhiệt độ như Việt Nam thì nó sẽ không quá thực sự cần thiết. Còn điểm về chi tiết hơn thì phiên bản 2.0 Q thì sẽ có nhớ ghế này. Sẽ có các cái đây là bộ giữ tốc độ thích ứng, còn ở phiên bản này là chỉ là cruise control thường thôi. Và ngoài ra thì màn hình bên trong cũng sẽ khác này. Màn hình tốc độ sẽ khác đấy, cũng chi tiết nhỏ. Có sạc phiên bản cao cấp thì sẽ có sạc không dây ở đây. Còn chúng ta đây là phiên bản chỉ là cái khay thường thôi, không có sạc không dây. Cơ bản nếu mà soi kỹ thì nó cũng nhiều, nhưng mà để chênh nhau về 150 triệu và phiên bản 2.0G sẽ có xe giao ngay thì anh chị sẽ lựa chọn phiên bản nào? Thì vừa rồi thì em sẽ đã chia sẻ về cái quan niệm về cá nhân, thì cái nhu cầu anh chị cần tư vấn thêm về các vấn đề nào khác, ví dụ như là về giá xe này, về màu xe, màu ngoại thất, màu nội thất và màu về trả góp thì có thể liên hệ qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.